Và đó chính là ngày sinh nhật, ngày mà chúng ta thêm một tuổi mới. Chính vì điều đó, hôm nay đây, tại nơi chúng ta vẫn thường sinh hoạt, các bà, các chị trong đội văn nghệ An Chủ Động tổ chức sinh nhật cho chị em sinh vào tháng 9, có sự chung vui của tất cả mọi người trong đội văn nghệ. Vâng, và ngay sau đây sẽ là chương trình tổ chức các bánh sinh nhật cho chị em vào tháng 9. Xin mời các nhân vật chính sẽ xuất hiện. Xin mời tất cả các chị. Hoàng Thị Ca, Nèo Chị Chi.
môn hôm nay tiến hành đội tổ chức sinh nhật lần đầu tiên cho bốn chị em. Thay mặt cho đội văn nghệ chúc các chị em thêm tuổi mới luôn mạnh khỏe, trẻ chung yêu đời, xinh tươi, gia đình luôn hạnh phúc, công việc luôn được tốt đẹp và thành công. Tích cực xây dựng đội văn nghệ của chúng ta ngày càng phát triển, trưởng thành, bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và xã Liên Phương và hội liên hiệp của nữ xã Liên Phương. Chúc mọi người mạnh khỏe, chúc buổi sinh nhật thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin thay mặt cho chị em sinh vào tháng 9, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả lời chúc của mọi người trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và cũng cảm ơn đội trưởng đã quan tâm đến chị em trong đội, tạo cho chị em có những niềm vui và những kỷ niệm đặc biệt khi mình thêm một tuổi mới. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. Sự hiện diện của tất cả mọi người đã mang đến niềm vui cho chị em được sinh vào tháng 9 thật là vui vẻ và hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn các tình yêu của tôi đã gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Chúc cho đội văn nghệ của chúng ta